Xin chào các bạn đến với lại kênh Soul Mystery Tarot của Huỳnh Kim Ngân. Hôm nay chúng ta sẽ làm về chủ đề đó là người mà bạn đang nghĩ đến á. Nếu như bây giờ mà họ có xu hướng đang tìm hiểu hay đã quen người mới thì liệu họ với người mới đang như thế nào? Có ổn không? Có vui không? Hạnh phúc không? Và họ còn nhớ đến bạn hay không nha? Đây là một cái chủ đề dành cho những bạn mà có người cũ, có thể là bồ cũ hoặc mặt mờ cũ, cái mối quan hệ nào đó bạn vẫn quan tâm và bây giờ bạn với người ta có thể đang dừng cái việc tìm hiểu lại rồi. Và bây giờ bạn muốn xem coi cái người tiếp theo họ tìm hiểu á, họ có hài lòng với cái đối tượng đó không, và quan trọng là họ có còn nhớ đến bạn hay không nha. Đây là tụ 1, đây là tụ 2, đây là tụ 3. Các bạn có thể dừng khoảng 5 tới 10 giây để chọn tụ tốt hơn và sau đó xuống phần mô tả để chọn tụ giúp mình. Phần mô tả nằm ở đâu? Bạn có thể thấy cái tên tiêu đề của video đúng không? Thì bên tay phải của tên tiêu đề sẽ có cái mũi tên. Bạn nhấn vào cái mũi tên đó sẽ ra phần mô tả. Và trong đó sẽ có đầy đủ thông tin của mình về TikTok, về Instagram và về Facebook, nếu như các bạn cần liên hệ để đặt lịch xem bài riêng với Ngân nha. Rồi, Ngân xin được vào với các bạn tụ 1 luôn nhé. Hello, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi là cái người đó với cái giả sử mà bạn đang biết về cái người hiện tại, hoặc là bạn đang nghi ngờ là cái người này đang có tìm hiểu ai đó, thì bây giờ mình sẽ lật thử là nếu như mà họ có tìm hiểu ai đó đang hoặc sẽ, thì liệu họ với cái người này có xu hướng có hạnh phúc hay không ha. Đang xem bài cho các bạn tụ 1, xem coi người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến, nếu cái đối tượng này á, đang tìm hiểu một cái người khác, thì liệu họ với cái đối tượng khác đó, gọi là người thứ ba đi ha, thì liệu hai người đó có đang ổn định, hạnh phúc không, hay là có trắc trở gì với nhau không? Nếu như mà nói là suôn sẻ thì không có suôn sẻ 100% đâu bạn. Hai cái người đó cũng có giống giống như là những cặp đôi bình thường khác. Hai người này á, là tìm hiểu nhau vì tình ý khi ra hai cốc. Nhưng mà về cái phương diện của mỗi người á, mà ra tám kiếm với chín gậy á, thì thứ nhất là hai người này chưa có hoàn toàn tin tưởng nhau. Thứ hai là hai người này đang có những cái vấn đề liên quan tới việc giao tiếp. Có thể là một trong hai người rất là giữ kẽ, rất là giấu cái tâm ý của mình. Còn nếu như hai người này đang là bạn trai, bạn gái hiện tại á, thì mình có cảm giác là giữa hai người này có bí mật. Cái bí mật liên quan tới cái việc là có nên cho người đó biết thêm về mình hay không, và mình có nên chơi cái trò chơi quyền lực là kiểu là chờ người ta nhắn tin trước hay không. Giống như họ không hoàn toàn thoải mái 100% với nhau, mặc dù họ có thu hút giới tính với nhau, là nhìn nhau, thích nhau, có thể là hồi hộp, tim đập mạnh này nọ khi ra hai cốc. Nhưng mà về cái sự giống như là hiểu sâu về nhau á, hoặc là để cho bản thân của hai đứa có những cái khoảng thời gian mà có thể thoải mái, yên bình, an toàn với nhau á, thì mình thấy là hai người này đang trong quá trình cố gắng để coi là năng lượng của mình với đối phương có hợp hay không. Và hai cốc là có tình cảm, có thể là hợp và nói chuyện, hợp và ánh mắt và tia được nhau rồi. Nhưng mà ở đây mình nhận thấy có những cái lá về kiếm, về gậy, nghĩa là có một cái sự dè chừng, đề phòng, hoặc có một cái mắt mú nào đó ở đây mà khiến hai người này cần phải vượt qua cái chuyện này á, thì mình thấy có thể là mối quan hệ mới có thể khác đi được. Hiện tại bây giờ mình cảm thấy là hai người này đang trong cái trạng thái vẫn còn rất là dè chừng nhau, và có cái gì đó họ chưa hoàn toàn thấu hiểu hoặc là nói rõ cho nhau biết đâu. Nghĩa là giữa hai người này chính họ, bản thân họ cũng đang có vấn đề trong mối quan hệ. Nghĩa là không phải chỉ riêng bạn và cái người mà bạn đang nghĩ đến, mà chính cái người bạn đang nghĩ đến với cái đối tượng mà họ đang quen á, họ cũng đang khó chịu hoặc là cũng có những cái gút mắt khi ra The World và Ace kiếm ha. Tớ sẽ bổ sung xem sao. Mình thấy là giống như hai người này kiểu chơi trò quyền lực hay sao á. Một bên vua cốc, bên nữ hoàng gậy ha. Cái bên vua cốc thì sẽ có nhiều tình cảm hơn. Mình không biết là cô gái đó, anh chàng đó, hoặc cái người bạn đang nghĩ đến á, là người nào có tình cảm hơn ha. Nhưng mà ở đây là mối quan hệ này tuy xuất phát từ tình, nhưng mà vẫn có cái gì đó liên quan tới cái việc là còn giữ kẻ, còn cố gắng thể hiện cái kiểu bất cần ra nữ hoàng gậy nè. Nghĩa là chính bản thân của cặp đôi đó cũng chưa thật sự hoàn thiện. Nếu như mà nói hạnh phúc thì mình cũng không nghĩ là hạnh phúc đâu. Họ đang trong cái thời gian, thời khắc đấu tranh, vượt qua những cái nỗi buồn về tâm lý và vượt qua cái nỗi tự ti của bản thân mình. Có thể cái đối tượng thứ ba đó có tự sự tự ti, hoặc chính cái người bạn đang thắc mắc hỏi đến có sự tự ti khi ra 5 tiền nha.
Ngoài ra mình thấy hai người này cũng đâu có siêng năng trong việc đầu tư lắm đâu ta. Ra hẹn gặp là kiểu mối quan hệ đã đang trì trệ hoặc là lười trong cái việc đầu tư cho nhau á. Nên nếu như mà hạnh phúc hay không, mình sẽ trả lời là hiện tại bây giờ chưa hạnh phúc nha. Chưa hạnh phúc hoặc không hạnh phúc mặc dù có tình ý với nhau. Nên chung quy là cái mối quan hệ của cái người mà bạn đang nghĩ đến với cái người thứ ba cũng đang flop chứ cũng không phải suôn sẻ gì đâu. Nên bạn có thể là tương đối là yên tâm thở phào nhẹ nhõm ha. Kiểu giống như là những cái khúc mắc bình thường của những cái cặp đôi á, thì cái cặp đôi này cũng đang bị mắc phải chứ không phải là hoàn hảo đó, mình có thể thấy là vậy. Mình xem coi đối tượng này có nhớ bạn không nha. Đây xem bài các bạn tụ một, xem coi người mà các bạn tụ một nghĩ đến á, đối tượng này có đang cảm thấy nhớ về các bạn tụ một không, đặc biệt là những lúc họ không hạnh phúc với cái đối tượng thứ ba kia. Này không phải đâu, đây không phải là trải bài về tình tay ba mà kiểu trải bài dò năng lượng giữa bạn và cái người mà người kia đang tiến lên ha. Ok, hiện tại bây giờ người mà các bạn tụ một đang nghĩ đến á, có cảm thấy nhớ về các bạn tụ một hay không? Chính tiền, nữ hoàng kiếm, bay gậy, Emperor, bổ sung luôn nha. Mình thấy là người ta có nhớ bạn và còn tình cảm với bạn nữa. Dò mãi mới ra được lá hai cốc. Thì có cái cảm giác là cái đối tượng này á, họ đang trong giai đoạn phục hồi bạn. Họ không còn quá buồn đau về cái sự mất mát của bạn, giống như là không còn cảm thấy mà cần sở hữu hay muốn muốn sở hữu bạn nữa. Emperor thì còn có kiểu như là quan sát, còn muốn trong đầu á, nếu như mà họ phát hiện bạn quen người khác, họ có thể vẫn ghen khi ra Emperor. Nhưng mà nó không đến cái mức độ gọi là muốn sở hữu bạn, muốn giành lấy bạn. Hiện tại bây giờ tình cảm người này dành cho bạn tuy là còn, tuy là có, nhưng mà họ đang cảm thấy thoải mái hơn trong cái việc lựa chọn hiện tại bây giờ của họ khi ra chính tiền ha. Nghĩa là họ đang sống ổn ở cái mức độ nào đó, khi mà họ cảm thấy bên kia không có đủ cung cấp tình cảm cho họ đó, thì họ sẽ nhớ về bạn khi ra hai cốc. Nếu như mà hỏi là cái kiểu người này sắp tới có chủ động gì không đó, thì mình thấy là chưa đâu. Nên họ không chủ động, họ chưa chủ động, mà lý do tại vì ha, giữa bạn với họ cũng cũng có cái khúc mắc khi ra nữ hoàng kiếm và năm kiếm, và cái cách của họ nhìn thấy cái mối quan hệ này là cái gì đó nó hơi đe dọa đến cái sự tự do tự tại và sự an bình của họ khi ra năm kiếm và chính tiền ha. Họ là chính tiền là họ đang sống ổn, sống sướng hoặc là đang thoải mái với cuộc sống hiện tại, và dưới chính tiền năm kiếm là kiểu cảm giác bị đe dọa, cảm thấy khó. Nếu như mà họ nghĩ về bạn mà họ quyết định tiến đến, họ chỉ sợ đây là cái quyết định không phù hợp cho cái tình trạng hiện tại của họ. Thứ nhất là họ chưa có đủ về cái mặt tự tin để có thể đối diện với bạn khi ra năm tiền ha. Và thứ hai, họ không có đủ động lực. Thứ ba là về cái chất của họ, họ cũng chưa có đủ thời gian để có thể chia sẻ thời gian giữa bạn và họ và với cái người kia. Và Hangman thì cái người này đang trong cái tư thế là lười đầu tư. Nên với cái tình cảm của họ dành cho bạn tuy có, nhưng mà cái sự chân thành thì chưa đủ và động lực thì cũng thiếu luôn. Nên với cái người này mình có cảm giác là họ đang ở một cái vị thế á, là họ cảm thấy bây giờ đang ổn, nghĩa là họ vẫn có thể quan tâm đến bạn, nhưng mà họ quan tâm ở cái chừng mực là tôi cảm thấy giữa bạn và tôi nên có cái khoảng cách như vậy thì nó sẽ tốt hơn, và khi tôi ta tiến đến lại á, thì cả hai chúng ta đều ngượng ngùng khó nói chuyện và cũng không có làm cho mối quan hệ này tốt đẹp hơn được ngày nào cả. Bây vậy là họ có từng suy nghĩ về cái việc là cho cơ hội sáng tạo, nhưng mà ngay khi bay gậy xuất hiện đúng không, thì kế bên có Emperor là người ta kiểm soát, người ta không có để cho tình cảm người ta đi theo cái ý mà người ta muốn nữa. Nên với cái bạn này thì mình có cảm giác là họ có một chút mà lý trí hơn trong cái mối quan hệ với bạn khi ra nữ hoàng kiếm, và họ có từng nghĩ đến cái việc cho mối quan hệ cơ hội khi ra sáu tiền và bay gậy rồi, nhưng mà chỉ là cái kết mà người ta thấy cuối cùng á thì nó không nên, không nên thôi, nên họ có thể là quyết định giấu cái tình cảm của họ và không có muốn cho bạn thấy về cái việc là họ còn nhớ bạn nữa nha. Ta xem bài với các bạn tụ một nha.
À, đây á, sẽ là một cái bộ bài để xem coi là nếu như các bạn tụ một và cái đối tượng này đang chia xa nhau thì họ đang nghĩ gì, cảm thấy nào về bạn ha, sau khi mà không gặp bạn nữa. Còn nếu như các bạn vẫn đang nói chuyện bình thường thì bạn có thể tham khảo thêm. Tại dù sao thì nếu như bạn xem trải bài này thì nghĩa là bạn đang cảm thấy cái người kia tìm hiểu người mới, nghĩa là ít ra giữa bạn và họ cũng có một cái sự khoảng cách nào đó. Thì mình sẽ đơn giản đặt cái câu hỏi là cái khoảng cách của bạn và họ, hoặc là cái việc mà hai người không gặp mặt á, thì cái người này cảm thấy nào về cái việc đó. Thật sự ra thì cái người này á, một phần á, lý do tại sao mà họ vẫn chưa thể nào mà quên được bạn là tại vì trong trong lòng của họ có một số những cái nỗi buồn mà chưa giải quyết được với bạn ha. À, có đôi lúc thì họ cảm thấy vô cùng buồn và hối hận vì đã buông bỏ mối quan hệ này. Nên những cái lúc hối hận đó thì họ lại nghĩ đến cái việc là cho cơ hội, xấu tiền bay gậy, cho bản thân mình cơ hội cũng chưa là cho bạn cơ hội để hai bên hàn gắn. Nhưng mà sau đó họ lại cảm thấy là đôi đôi lúc giống như là cái đó giống như là nhất thời quá. Nếu như thật sự mình quay lại với cái đối tượng này á, thì liệu mình có thể tìm được cái câu trả lời là lý do tại sao người đó lại đối xử với mình như vậy, là tại sao mình lại cứ đối xử với họ như vậy mặc dù họ không có làm gì sai với mình cả. Nên họ có một cái sự tuyệt vọng về cái việc là muốn tìm ra câu trả lời lý do tại sao mối quan hệ này lại ra nông nổi như này. Có cái cảm giác là cái người này đã đấu tranh với bản thân cái thời gian rất là dài, và cái sự đấu tranh đó khiến cho họ bây giờ tỉnh táo ra và enjoy cuộc sống hơn. Nhưng mà trong những cái lúc buồn bã họ lại nghĩ về những cái quá khứ, về cái việc là hai người đã không tận dụng cơ hội tìm hiểu nhau để đối xử tốt với nhau nhất. Có cái gì đó liên quan tới cái việc hối hận và mong muốn tìm ra được câu trả lời. Câu trả lời là tại sao chúng ta lại ra nông nổi như thế này. Chung quy mình có cảm giác là họ đã từng rất là buồn khi hai người ngắt kết nối, khi hai người có cái khoảng cách với nhau. Chỉ là họ không thể hiện cái điều đó là thôi. Có thể đây là cái người mà mình có cảm giác là họ không muốn thể hiện cái việc là tôi buồn vì bạn. Đâu có ai muốn cái đối tượng kia biết là mình đang buồn lòng phiền lòng gì họ đâu, đúng không? Mình có cái cảm giác như là sợ bị quê, sợ họ đánh giá mình là kiểu lụy tình hoặc là họ coi thường mình á, mình có cái nỗi sợ đó đó. Nên mình thường sẽ cố gắng gồng vì cái sĩ diện. Thì cái người này cũng giống như vậy, mình có cảm giác là ra Emperor cái lá lúc nãy trong ta đó đó, là cái kiểu cố gắng cho bạn thấy là tôi ổn, tôi vẫn đang rất là cứng cửa, tôi không cần bạn đâu. Nhưng mà thật sự là trong lòng thì cảm thấy là đau khổ lắm, buồn và đau khổ lắm, và họ đang trong quá trình vượt qua cái điều này rồi nha. Nên nãy mình mới có cái hai cốc là vẫn còn thích bạn nhưng mà lại chính tiền, là rất là thoải mái với cái tình trạng hiện tại. Giống như là họ nó câu đơn đơn giản đi ha, họ có thể là không thích bản thân của họ khi ở trong mối quan hệ với bạn. Đó là tại sao mà dù họ thích bạn họ vẫn cố gắng thoát ra bằng mọi giá và tìm hiểu cái người hiện tại. Nhưng mà với cái tâm thế mà đã từng có cái tổn thương với bạn á, họ cũng không thực sự tin cái người hiện tại. Nên đó là tại sao mà mối quan hệ giữa họ với cái người hiện tại á, vẫn đang rất là on off và không có mượt mà. Nếu như bạn đang thấy sự mượt mà, có thể đó là nói dối đó. Người trong chuyện sẽ luôn biết rõ cái cốt truyện của mình nhất. Họ có thể là mù trong tình yêu nhưng mà họ biết cái cốt truyện của mình đang đi đâu, kiểu như vậy ha. Rồi, mình xin được dừng trả bài các bạn tụ một tại đây. Các bạn tụ một thấy video này đúng và hay, đừng quên để lại một like và một subscribe, đăng ký kênh và theo dõi kênh của Ngân nha. Cho các cái video sắp tới tiếp theo, các bạn có thể nhấn chuông thông báo để có thể khi mà có video là YouTube cập nhật thông báo cho các bạn liền. Nếu như các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Facebook cá nhân, qua Instagram. Và nếu các bạn muốn xem thêm nhiều video nữa của Ngân á, mà kiểu nó ngắn á, thì có thể follow Ngân trên TikTok nha. Cuối cùng là nếu như các bạn có chủ đề nào đó muốn làm, có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó và nó có cái sự khả thi để làm á, thì Ngân sẽ làm chủ đề đó cho các bạn nha. Ok, see you guys later. Goodbye. Hello, Ngân xin được đến với lại các bạn tụ hai nha. Đầu tiên Ngân sẽ dùng bộ bài này để coi coi năng lượng của họ với cái người mà họ đang tìm hiểu, coi như mình gọi cái đó là người thứ ba đi ha. Nhưng mà hôm nay không phải là trải bài về người thứ ba, mà là trải bài về cái việc là nếu như bạn với họ đã không còn trong cái mối quan hệ tìm hiểu nữa rồi ấy, thì hiện tại bây giờ họ với cái người mà họ đang tìm hiểu hoặc đang quen á, năng lượng này như thế nào, gọi là người mới, người thứ ba đó.
như nào ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ coi coi là người ta có nhớ bạn không. Ta xem bài cho các bạn tụ hai xem coi người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến nha. Cái người này với cái đối tượng mà họ đang tìm hiểu á, thì hiện tại bây giờ người này với cái đối tượng họ đang tìm hiểu người thứ ba đó như thế nào? Tình cảm thì có, mình thấy họ có đối tượng tình có tình cảm với cái đối tượng đó đó, khi ra bay cốc và sáu cốc. Cái đối tượng này có thể là một cái người mà đã từng trải qua với họ một cái khoảng thời gian nhất định nào đó về những cái dự án, về những cái cuộc đi chơi làm ăn chung với nhau ha, kiểu như là có kỷ niệm nên nó mới ra sáu cốc. Thế thì cái việc đó khiến cho người này có tình cảm với đối tượng người thứ ba đó, và họ đang muốn cho đối tượng đó một cơ hội khi ra đầu phu. Tuy nhiên ở đây cũng là chất xịt và năm tiền á, thì họ vẫn chưa thật sự 100% là làm mở lòng đâu. Họ vẫn đang trong cái trạng thái là cân nhắc nên hay không. Và có vẻ như họ đã đưa ra câu trả lời là nên, nên kế chất xịt mới ra được phu. Và đang trong quá trình tìm hiểu á, thì lại ra lá năm tiền, nghĩa là có đôi lúc cái người này cũng chưa thật sự can đảm để tiến lên phía trước trong cái mối quan hệ với cái người thứ ba đó, với cái người mà họ đang tìm hiểu đó. Mình nói là cái người thứ ba cho ngắn gọn chứ không không hẳn là như vậy ha, nghĩa là cái người mà họ đang tìm hiểu ngoài bạn. Hiện tại giờ bạn với họ có thể đang ngắt kết nối, đang không tìm hiểu nữa, hoặc là đang mập mờ gì đó, thì cái người này với cái người thứ ba kia mình thấy là cũng đang trong quá trình tìm hiểu, chỉ là cái người này chưa thật sự 100% cảm thấy đủ tự tin và niềm tin để làm cho mối quan hệ của họ với cái người thứ ba đó thật sự có tương lai. Ra năm tiền mà, năm tiền nói về sự thiếu thốn, sự nghèo, sự thiếu hụt, khó khăn. Thế thì có cái khó khăn thiếu hụt nào đó khiến cho đối tượng này nghĩ rằng tôi chưa đủ cái chất để có thể hết mình vì cái mối quan hệ này nha. Mình sẽ bổ sung xem sao. Người này á, tính ra thì cái sự suy nghĩ của họ cũng rất là lý trí đó. Khi ra Justice và Judgment ha, thường hai cái lá này nó sẽ đi chung, tại vì khi mà mình đã có sự cân nhắc thì mình sẽ có cái sự phán xét. Thì cái đối tượng này cũng mang một cái tâm lý nặng nề về cái việc phán xét trong mối quan hệ với cái người thứ ba kia. Mình chưa biết được là tình trạng của họ có hạnh phúc không, nhưng với tâm trạng riêng của cái người này thôi nha, cái người mà bạn đang nghĩ đến á, tâm trạng riêng của người này là người này muốn mọi thứ nó phải kỹ, đúng ý họ, và họ tiến rất chậm khi ra nữ hoàng tiền và kỵ sĩ tiền, nên cũng có khả năng cao là họ cũng đang on off mập mờ với cái người mới, hoặc là tuy tìm hiểu tuy đang quen mà trong lòng có sự bất an khi ra năm cốc và năm tiền, và họ đang quan sát cái đối tượng kia từ từ, phán xét từ từ và coi coi chuyện đến đâu. Mình có thể thấy nhiều cái sự lo lắng trong cái trải bài này, như là họ chưa thật sự cảm thấy 100% thoải mái ra bay tiền bay cốc á, là họ có sự tin tưởng cho đối tượng này rồi, nghĩa là một phần nào đó cũng có thể chia sẻ câu chuyện, nói chuyện này nọ thân quen thân thương khi ra bay cốc và sáu cốc, nhưng mà trong lòng người này lại luôn có một cái gì đó nó hơi hoang mang và lo lắng. Cái sự hoang mang lo lắng này á, có thể là vì họ là người quá suy nghĩ nhiều, hoặc thật sự là cái đối tượng kia khiến cho họ chưa đủ cảm thấy bản thân mình đủ giỏi, đủ tốt, hoặc là có đủ khả năng để có thể hoàn toàn tin tưởng vào cái đối tượng kia ha. Nếu như mà đánh giá hạnh phúc hay không á thì còn phải tùy vào thực tế. Mình thấy trải bài này không quá gọi là xấu, nó chỉ hơi mang đậm cái tính chất lo lắng thôi, nên có thể bên ngoài hai người này vẫn tốt đẹp với nhau, vẫn vui vẻ với nhau, nhưng mà bên trong thì chỉ có người này biết là bản thân người này vẫn có chỗ thấy bất ổn trong mối quan hệ này thôi nha. Nếu như mà trên độ hạnh phúc mà trên 10 điểm thì mình thấy độ hạnh phúc của người này là 6 tới 7 điểm thôi. Còn 4 tới 3 điểm còn lại là lo lắng. Mà cái sự lo lắng nhiều khi giết chết cái sự hạnh phúc. Nên mình thấy là người này cũng chưa hoàn toàn gọi là hài lòng với mối quan hệ cũ đâu. Lộn, với mối quan hệ mới đâu. Thì đó, cái kiểu như vậy ha. Có thể cái sự lo lắng này xuất phát từ cái mối quan hệ cũ với bạn nữa. Cũng có thể ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi coi là người ta còn nhớ đến bạn không. Xem bài cho các bạn tụ hai xem coi người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến á, người này hiện tại bây giờ còn tình cảm và còn nhớ đến các bạn tụ hai hay không.
Mình thấy con nghĩ về là chắc chắn á, nhưng mà lâu lâu à, nên là cái đôi lúc á, khi mà họ không không cảm thấy thoải mái trong cái vấn đề tình cảm của họ thì họ mới nhớ về bạn. Nó ở cái mức độ mơ mộng hơn là thực tế, nó ra bể cốc mà đôi lúc mà họ cũng không có biết là tại sao mà cứ nhớ hoài, nghĩa là cái mối quan hệ này nên move on rồi mà cứ nhớ hoài nè. À ok, chung quy họ thấy bạn là impress. Thế thì chung quy là bạn có một cái vị trí nào đó mà nó cũng khá là quan trọng trong lòng người này đấy. À, người ta thật sự rất là đã từng rất là muốn yêu thương bạn, đến bây giờ họ vẫn thấy bạn là cái người mà có giá trị trong cuộc sống của họ. Giá trị là sao? Nghĩa là bạn biết bản thân bạn là ai, à, bạn có cái năng lượng khiến cho người này cảm thấy nể trọng, hoặc là cảm thấy là mình rất khó tìm được cái người mà mình tìm thấy cái vibe này ở họ. Thế thì impress thể hiện cái sự nâng niu tôn trọng và đã từng đối xử rất tốt với bạn ha, và chính cái điều đó khiến cho họ vẫn không quên được bạn, vẫn nghĩ về bạn. Nhưng mà đôi lúc thôi, họ không muốn nghĩ về bạn thường xuyên, tại vì cái mà họ muốn là move on, họ muốn move on ra sáu kiếm ha. Sáu kiếm ở đây là quên những cái chuyện buồn cũ đi. Rõ ràng giữa bạn với họ có chuyện buồn cũ mới ra năm kiếm vô kiếm nè. Thì cái chuyện buồn này á, khiến cho họ cảm thấy là tôi nhất định phải lý trí và dứt khoát với mối quan hệ này thôi, vì mối quan hệ này không còn cơ hội nữa. Họ họ đã ra the world đúng không? The world là it's over, like it's not gonna happen again, kiểu vậy. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Thế thì vua kiếm có một cái năng lượng là tôi cần phải giữ đúng cái quyết định mà tôi đã đặt ra ban đầu, mặc dù tôi đúng là thấy cô gái này là the lover và tôi cũng đã đưa ra lựa chọn là nên chọn cô gái này hay nên chọn đối tượng kia, và có vẻ như họ đã chọn move on để đến với đối tượng kia ha. À, họ cũng không phải gọi là kiểu cảm thấy hối hận hay gì, chút nữa chúng ta sẽ lập một cái bộ nữa để coi họ có hối hận này nọ hay không, nhưng mà hiện tại bây giờ họ đang rất dứt khoát với cái quyết định của họ. Đôi lúc họ có thể thấy hai tiền hai gậy là họ có phân vân về việc có nên chủ động lại hay không, nhưng mà sau đó mình có cảm giác họ vẫn chưa có được câu trả lời cho chính bản thân của họ, nên hai cái lá hai hai nó mới cùng xuất hiện nè. Đôi lúc họ vẫn cảm thấy là tôi vẫn còn nhớ về cô gái này rất là nhiều, tôi không cân bằng được cảm xúc của tôi không cảm thấy tập trung 100% vào công việc, vậy tôi có nên chủ động với cô gái này không, hoặc với anh chàng này hay không, bạn đổi giới tính lại với mình ha. Thế thì đây là một cái kết mở cho cái suy nghĩ của họ về việc nhớ bạn, nhớ bạn đôi lúc đủ nhiều để khiến cho họ muốn make a move nha. À, ngoài ra mình cũng cảm thấy là cái người này có cái chuyện buồn nào đó với bạn mà đến bây giờ họ không quên, họ cứ nhai đi nhai lại cái vấn đề đó khi ra năm cốc á, năm cốc và năm kiếm luôn. Thì cái combo này giống như là cái kiểu là vì tôi phải bảo vệ bản thân tôi nên tôi mới phải phụ với bạn, chỉ mong ngày nào đó bạn hiểu và bạn thông cảm cho tôi thôi đó. Cái ý người ta là muốn truyền đạt cái thông điệp như vậy với bạn, và người ta cũng muốn nói là kiểu cái mối quan hệ này không thành công á, mà không phải là vì tôi không yêu bạn, mà vì tôi cảm thấy là chung quy bằng một cách nhìn nào đó mà tôi nhận thức và dự đoán được là chuyện này sẽ không đi đến đâu đâu. Mà khi nó không đi đến đâu thì tại sao chúng ta cứ phải cố chấp về cái vấn đề đó chứ? Họ có một cái sự phân tích logic riêng mà họ rất là muốn nói với bạn, nhưng mà thay vì nói ra làm bạn mất lòng thì họ có thể chọn cách không nói hoặc im lặng để cho bạn tự hiểu, bạn tự ngày nào đó bạn đủ trưởng thành, bạn đủ những cái kiến thức về tình yêu của bạn, bạn có thể hiểu được tâm lý, thì họ tin rằng bạn có thể thật sự biết được tại sao họ lại như vậy với bạn, mặc dù là họ có sự tình thương, có một cái cảm giác bạn là người đặc biệt khi ra impress ha. Rồi, thì chúng ta sẽ dùng cái bộ nữa để xem coi như thế nào. Cái bộ này là dành cho một số những cái bạn là đã ngắt kết nối hoặc là thật sự đã có cái khoảng cách kiểu như là không có còn được như hồi đó nữa, giống như cái dạng chia tay đó. Mà chia tay ở đây có nhiều dạng, nếu như hai người vẫn đang nhìn thấy nhau, vẫn đang nói chuyện trực tiếp với nhau, chỉ là không tìm hiểu nhau nữa thôi, cái đó cũng có thể được gọi là một cái dạng chia tay. Là mình nói trước, tại cái bộ này nó sẽ thiên về cái việc là đã ngắt kết nối, đã xa nhau, đã không còn cảm thấy đồng điệu nữa. Thì hiện tại bây giờ họ cảm thấy như thế nào sau khi mà ngắt kết nối với bạn hoặc là dừng cái việc tìm hiểu bạn lại? Ok, chung quy á là trong tâm của họ, họ vẫn muốn chọn bạn. Nãy có đó là the lovers và impress, thì như mình nói rõ ràng bạn có cái ý nghĩa nào đó rất là quan trọng trong lòng của họ ha. Và đến cuối cùng nó vẫn ra lá hai tiền và hai gậy lúc nãy đúng không, nghĩa là cái sự phân vân nên quay lại hay không, nên hay không, mà cuối cùng nó vẫn ra cái lá shutdown, là giống như là họ muốn khước từ vậy đó, họ muốn chối từ với bản thân là
mình lại nghĩ cái gì vậy nè, mình thương người ta, mình muốn người ta, nhưng mà chưa chắc là cái mối quan hệ này đã đi đến đâu, tại vì tình yêu là chưa đủ, tình yêu điều kiện cần thôi, nhưng mà điều kiện đủ là phải phát triển được với nhau. Có thể là cái cách mà họ nhìn vào mối quan hệ này là phát triển không có được, đi đến ngõ cụt. Nên cái nhiều người cứ hay đặt câu hỏi với Ngân á, tại sao yêu vậy mà không đến được vậy, tại sao họ im lặng, là tại vì họ không thấy được cái khả năng, cái tiềm năng để đầu tư vào. Nói về cái bài toán kinh tế đi ha, bạn có thể thích cái miếng đất đó, bạn thích ngôi nhà đó, nhưng mà bạn mua ngôi nhà đó bạn biết bạn bán không được, bạn không thấy nó là một tài sản mà thấy nó là tiêu sản, thí dụ vậy đi, thì bạn đâu có muốn đầu tư tiền bạc vào nó đúng không? Thế thì cái người này cũng tương tự như vậy thôi, họ mê bạn, họ thích bạn, họ muốn chọn bạn, nhưng mà muốn so với thực tế nó khác nhau rất xa vời. Thế là họ chọn cái cách là thôi giờ không quen ai hết á, không quen bạn, mà nếu như mà chưa sẵn sàng với đối tượng kia cũng không quen đối tượng kia luôn. Có thể là họ vẫn đang tìm hiểu on off với đối tượng kia thôi, hoặc nếu như đang quen đối tượng kia thì cái lòng của họ nó cũng không thật sự 100% hướng về đối tượng kia, tại họ còn nhớ bạn và còn thương bạn. That's it. Rồi, chúng ta đơn giản vậy thôi, là mình thấy là người này thích bạn, thương bạn. Đó là do tại sao mà có thể là so sánh hình ảnh của bạn với cái đối tượng kia và khiến cho họ cảm thấy chưa hài lòng 100% với đối tượng kia. Nãy có ra justice và judgment với cái đối tượng kia đó, bạn nhớ không? Thế thì có thể là vì họ so sánh, họ vẫn cảm thấy bạn hơn nên họ chưa sẵn sàng mở lòng 100% với đối tượng kia. Và cái người này chọn giữ cái mối quan hệ này trong bí mật, tại họ không không muốn đánh đánh trống khua chiêng để cho bạn giống như là phải bận tâm về họ. Còn nếu như họ đang chơi cái trò như là trap bạn, nghĩa là họ on off với bạn, nhưng mà khi mà bạn quen người khác thì họ lại muốn kéo bạn trở lại á, thì cái đó thì là hơi toxic, hơi kiểu narcissist, thì bạn nên né nó đi sớm ha. Tại vì cái bản thân người này họ cũng chỉ đang làm những cái điều mà tốt nhất cho họ thôi, và cái điều tốt nhất cho họ chắc chắn không phải là cái điều tốt nhất cho bạn rồi. Thế thì bạn nên có cái phương án để đối 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 đáp lại ha. Rồi, mình xin được dừng trải bài các bạn tụi hai tại đây. Các bạn tụi hai thấy video này đúng và hay thì đừng quên để lại một like, một subscribe cho Ngân nhé. Nếu như các bạn muốn xem thêm nhiều video có thể follow Ngân trên TikTok. Và nếu như các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Instagram và qua Facebook cá nhân nha. Và cuối cùng, nếu các bạn muốn có một cái chủ đề nào đó muốn làm mà có thể hợp lý và khả thi để làm á, thì các bạn có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó thì Ngân sẽ làm về chủ đề đó cho các bạn nha. Okay, see you guys later. Goodbye. Ngân xin được đến với là các bạn tụ ba nha. Đầu tiên Ngân sẽ dùng bộ bài này để xem coi là người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến á, hiện tại bây giờ nếu như họ đang tìm hiểu đối tượng khác hoặc là đang quen cái người khác, mà tạm thời chúng ta sẽ gọi người khác đó là người thứ ba. Đây không phải trải bài về chuyện ba người, mà chỉ là trải bài về cái việc là chúng ta đang hiếu kỳ tò mò về cái mối quan hệ tiếp theo của người mà bạn đang quan tâm như thế nào. Thì đây, chúng ta sẽ dùng bộ này để coi đầu tiên. Sau đó Ngân sẽ dùng bộ khác để coi coi là người ta còn nhớ bạn không. Ok, đây xem bài các bạn tụi ba, xem coi người mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến á, nếu như người này đang quen người khác hoặc là đang tìm hiểu người khác á, thì liệu mối quan hệ giữa họ với cái người thứ ba đó đang như thế nào, ổn không? Bổ sung đi. On off quá. Cái người này với cái người thứ ba đó đó, chung quy là câu chuyện cũng không phải là đẹp đẽ, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang có xu hướng xuôi dòng, bài nó từ xấu lên đẹp. Thì đầu tiên á, thì cái cuộc gặp gỡ với họ và cái người này nó cũng theo kiểu là rất là bất ngờ và định mệnh, và người này không bao giờ nghĩ là sẽ thích cái đối tượng này đâu khi ra 10 kiếm và 5 kiếm ha. Có thể ban đầu họ hơi khác biệt quá, hoặc là lúc đó có thể là họ đang tìm hiểu bạn, nhưng mà dẫu sao hình như cũng có cái quá khứ không tươi đẹp nên nó mới ra 10 kiếm và 5 kiếm ha. Thì hoặc là có thể hai cái lá này liên quan tới cái việc là cái cách mà họ ban đầu khi tìm đến với cái người này là họ đang trong tâm trạng rất là down mood,
Có thể down mood vì cái gì đó, hoặc có thể down mood vì mối quan hệ với bạn. Và khi họ gặp cái người này, họ bắt đầu muốn mở lòng. Nhưng mà cái sự mở lòng của người này á, nó đến từ cái việc là cảm xúc, chứ thật sự hai người này ban đầu không có hợp nhau chút nào đó. Nên năm gậy mà, nghĩa là ban đầu khắc khẩu, ban đầu nhìn trái ý nghịch lòng, rất là khó chịu với nhau. Nghĩa là mình không biết bên ngoài hiện tại bây giờ họ hạnh phúc hay không nha, nhưng mà với cái khởi đầu của cái cặp đôi này á, nó rất là có nhiều cái sai và khiến họ đã có thời gian không tin tưởng mối quan hệ này, hoặc là nghĩ là mối quan hệ này không có cơ hội đâu. Nhưng mà sau đó bằng cái cách nào đó mà hai người này đã thân thiết hơn và nó chuyển thành 10 tiền lovers, như là mối quan hệ này đang có xu hướng tốt đẹp hơn. Hoặc là nha, tại cái lá 10 tiền lover là cái lá ngoài cùng mà, thì có thể là bên ngoài show cho thiên hạ thấy đang tốt đẹp, đang ổn thôi, chứ bên trong là bất ổn rất là nhiều ha. Thì có thể đây là mối quan hệ vợ chồng, có thể cái người mà bạn đang nghĩ đến là cái người này đã có vợ hoặc chồng ha, và có thể đây là phản ánh cái mối quan hệ của họ với cái người bạn đời đó. Có nhiều case ở đây mà, còn nếu như mà cái người này á, chỉ đơn giản là tìm hiểu cái người mới, dating người mới á, thì mình chỉ thể tóm tắt đơn giản là ban đầu hai người này cũng có vấn đề thôi, cũng kiểu không hòa hợp, cũng có những cái khoảnh khắc rất khó chịu, năm gậy năm tiền năm cốc ha, on off này nọ, hoặc là có thể là người đó đã hứa hẹn với người này một số điều mà người này không làm được, người đó không làm được với người này và ngược lại ha. Thì có cái cách nào đó mà khiến cho hai người này ban đầu rất là bất mãn với nhau, vừa có năm kiếm là sự sợ bị thiệt thòi, năm gậy là không hợp về cách nói chuyện cách sống, năm tiền là cảm thấy bị cô đơn, bị thất thủ, và năm cốc là bị thất vọng. Nghĩa là với cái mối quan hệ này mình cũng không biết làm cách nào mà họ có thể gọi là cố gắng làm cho mối quan hệ này hoạt động quá khi đau ha, không biết. Nhưng mà bằng cái cách nào đó nó đã lên 10 tiền và lovers là bằng cách nào đó mà họ đã có thể nói chuyện lại hoặc là hiểu vấn đề hơn và khiến cho đôi bên có thể tin tưởng nhau và quen nhau. Thật là kỳ diệu ha. Một cái trải bài rất là kỳ diệu luôn. Từ 5 tiền nhảy lên hẳn 10 tiền. Nghĩa là bằng một cách nào đó mà có thể là hai người này đã nói chuyện rõ ràng hoặc là không trốn chạy nữa, nên họ đã có một cái viên mãn hơn, vui hơn về sau. Nên nến trên trên thang điểm 10 á, ban đầu á, điểm tình cảm của hai người này là dưới trung bình 4 tới 5, sự hạnh phúc dưới trung bình, nhưng mà sau đó bằng một cách nào đó mà nó đã vượt trội và nhảy lên 8 9 ha. Hoặc là đó là cái cách mà bên ngoài họ đang show ra cho mọi người thấy là tôi đang ổn trong mối quan hệ, nhưng mà bên trong họ lại gào thét, cũng có thể mà chỉ vì họ họ đã lỡ dính tình cảm với đối tượng này khi ra ace cốc rồi. Ace cốc là bắt đầu, bắt nguồn, catch feeling mà, đúng không? Thì bằng cái cách nào đó mà họ đã dính tình cảm. Có nhiều trường hợp lắm, mặc dù mình nói là cái bài này nhưng mà là nhiều khi câu chuyện khó tin đúng không, nhưng mà trên đời mình vẫn nghĩ là hoàn toàn có những cái chuyện như thế, giống như là hai đứa ban đầu ghét nhau tưởng như kẻ thù, ai dè về sau lại end up yêu nhau, hoàn toàn có thể thôi, hợp lý. Thì cái đối tượng mà bạn đang nghĩ đến với cái người thứ ba đó là trong cái tình trạng như vậy nha. Giờ mình sẽ coi coi người ta có nhớ tới bạn không. Đang xem bài cho các bạn tuổi 3, xem coi người mà các bạn tuổi 3 đang nghĩ đến á, hiện tại bây giờ người này có còn đang nhớ và nghĩ về các bạn tuổi 3 không? Ừ, còn nhớ đến bạn á, chắc chắn luôn. Rồi bay cốc đầu tiên, tuy nhớ mà cũng né bà, nghĩa là cũng né bạn liền à, ra bảy kiếm á, nghĩa là họ không muốn phải đối diện với tình cảm này, không muốn tiếp tục nói về cái câu chuyện tình cảm nữa, vì họ cũng đã có người khác ha, ra ba cốc hẳn hoi, hoặc là họ muốn nói với bạn là đã có vợ có chồng có cam kết rồi, nên bây giờ mặc dù là thích bạn đó nhưng mà tiến đến sao đây, và cũng không nghĩ là mối quan hệ này có thể là đến đến với nhau được trọn đời đâu. Ra năm kiếm là họ có cái cảm giác là cần phải phủ như vậy với bạn để bạn có thể nhìn ra được lý do tại sao. Chung quy là thích bạn nhiều đấy, ra bay cốc, ra vua cốc, ra hai cốc. Cái tình cảm người này dành cho bạn nhiều và cũng dành cho người đó luôn, cái giống như là đây giống như là cái trải tay ba ghê, tại nó ra hẳn ba cốc mà, nhưng mà ít ra là bên bên bạn có nhiều cốc hơn, nghĩa là một cái nào đó
Thật sự ra nghe vô lý nhưng mà hình như mình thấy họ thích bạn hơn á. Ừ, họ thích bạn hơn người thứ ba đó, nhưng mà hình như là cái câu chuyện của hai người nó không có cái kết, trong khi họ có thể nhìn thấy cái kết với đối tượng kia, thí dụ vậy ha. Tại ít ra cái trải kia cuối cùng nó kết thúc bằng 10 tiếng lovers, nghe là dù sao nó cũng đẹp và hứa hẹn hơn bạn. Bạn kết thúc năm kiếm với ace kiếm mà thấy là hẻo rồi, giống như là họ cảm thấy là tôi thích bạn nhưng tôi không phát triển được với bạn. Mặc dù tôi với người kia ban đầu có khó khăn rough start, nhưng mà sau đó tôi nghĩ tôi với người đó có thể kết hôn đám cưới hoặc là đi đến tận cùng được hay gì đó, có cái niềm tin như vậy ha. À, họ có từng muốn nghĩ đến việc theo đuổi chủ động mà. Jared Herofen từng nghĩ đến chủ động cam kết cho mối quan hệ này một cái danh phận, hoặc là từng muốn gọi là đi đến với bạn theo kiểu chọn đời kết duyên này nọ cùng, từng nghĩ ha. Nhưng mà bằng cái cách nào đó mọi thứ nó đã không được đi đúng như ý khi ra ba cốc ha, có người chen ngang, hoặc là đến cái lúc mà quan trọng thì phát hiện ra là có chuyện ba người, thí dụ vậy đi ha, thì khiến cho họ cảm thấy là không còn đường lui trong mối quan hệ này nữa, nên mặc dù nhớ đến bạn nhưng mà kiểu ngậm ngùi phải bỏ đi kiểu vậy ha. Rồi mình sẽ dùng cái bộ nữa để xem coi là nếu như bạn với người này đã chia tay, đã ngắt kết nối, không tìm hiểu nữa, thì hiện tại giờ họ cảm thấy người mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến hiện tại bây giờ họ đang nghĩ gì, cảm thấy nào về các bạn tụi ba. À, mối quan hệ này có lẽ như là đến cái giới hạn chịu đựng của cái đối tượng này vậy đó. Enough is enough, giống như là những gì mà chúng ta trải qua, những cãi vã, những tranh cãi, những bất đồng, hoặc là cái thời gian qua khi tôi tìm hiểu bạn, dù sao nó cũng quá đủ với tôi. Tại vì tôi đã nhìn thấy được một cái cảnh mà tôi nghĩ là nếu như mà chúng ta còn cứng đầu mà tiếp tục nữa thì chỉ có va đầu vào tường thôi. Thế là họ đã bắt đầu cái việc move on bằng việc là kết nối những người khác. Ban đầu có thể là những cái ý tưởng đó là chơi chơi thôi, không có nghĩ là sẽ dính cảm xúc đâu, nhưng mà họ cuối cùng đã dính cảm xúc với cái người mới, và hiện tại bây giờ đã quen người mới, như lúc nãy trải bài chúng ta đã thấy đó, đã có tìm hiểu người mới. Và mặc dù họ với cái người mới là có cái khó khăn với nhau, nhưng mà cái người này đang nghĩ về cái tương lai tươi sáng hơn với cái người mới đó. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể nào kết thúc được cái tình cảm của họ cho bạn, nên mặc dù là đang tìm hiểu người mới nhưng mà tâm á lâu lâu vẫn kết nối với bạn, có thể là bạn hay mơ thấy họ, hoặc là tại sao mà đến lúc mà mình cần move on tới nơi thì cứ bị cái năng lượng người này kéo lại, tại vì hai người có kết nối tâm linh với nhau ha. Telepathic thì cái lá này cho thấy như là khi mà hai người yêu nhau họ sẽ liên kết luôn xa trái tim hết chakra, thì khi mà các bạn chia tay trên thực tế về vật chất, về physics đúng không, nhưng mà trên thực tế về cái luân xa trái tim, về cái phần tâm linh thì chưa kết nối, chưa có ngắt kết nối hoàn toàn, nên đó là lý do tại sao mà có thể là bạn vẫn cảm nhận được họ, họ vẫn cảm nhận được bạn, hai người còn nhớ nhau, nhưng mà chỉ là bên ngoài hai người cố gắng cưỡng lại cái điều đó thôi. Thì đó là những gì mình thấy ha, người này nhớ bạn còn thương bạn nhưng mà mong muốn được quên mối quan hệ này, nên đang tìm cách kết nối với người mới, hoặc nếu như cái người mới này mà bạn đang quan tâm đến, nó có thể hỏi với người mới này, có thể sắp tới khi mọi chuyện mà đi không êm xuôi nữa thì có thể cái đối tượng này sẽ có thêm cái người mới khác, ai biết được đúng không. Chỉ là bây giờ người ta đang tin tưởng rằng với cái đối tượng mới đó thì có thể có được tương lai tốt đẹp hơn so với bạn thôi, nên họ đang tạm thời là tìm hiểu đối tượng đó, hoặc là có thể đối tượng đó là vợ chồng của họ thì họ vẫn nghĩ rằng dù sao cũng là vợ chồng hôn thú của mình, thì bằng cách nào đó hai người vẫn xây dựng chung được thôi, về cảm xúc có thể nói chuyện sau, thí dụ vậy. Rồi, ok, đó là những gì mình thấy với các bạn tụi ba nha. Mình xin được dừng trải bài các bạn tụi ba tại đây. Các bạn tụi ba thấy video này đúng, đừng quên để lại một like, một subscribe cho Ngân nha. Nếu các bạn muốn xem thêm nhiều video nữa, có thể follow Ngân trên TikTok. Và nếu như các bạn muốn kết nối với Ngân để xem trải bài riêng thì có thể inbox Ngân qua Instagram và qua Facebook cá nhân nha. Và cuối cùng, nếu như các bạn có chủ đề nào đó muốn Ngân làm và nó khả thi trong khả năng của Ngân có thể thực hiện được, thì các bạn có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó thì Ngân sẽ ưu tiên làm chủ đề đó cho các bạn nha. Ok, see you guys later. Goodbye.